Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2017, chúng tôi đang có mặt tại City Hall, thành phố San Jose. Nơi đây đồng bào Bắc Cali đang tổ chức một cuộc biểu tình để hướng về giáo xứ Sông Ngọc, Hiệp Thông và một đêm thắp nến. Bên cạnh chúng tôi là một anh thanh niên cũng tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Xin anh cho biết cảm tưởng ngày hôm nay anh có mặt tại đây, anh nói lên điều gì ạ? Dạ, xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Minh Quân, em đến từ San Jose. Hôm nay em tham gia cái chương trình này để đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Cảm tưởng của em về chương trình này rất có tình người ở nơi đây, nơi mà người dân họ đang tập trung lại dưới cái trời lạnh để đấu tranh nhân quyền cho người Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam đã đàn áp và Cộng sản Việt Nam đã rước giặc vào nhà và để Formosa đầu độc môi trường sống của người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua đây em muốn nói lên lòng muốn kêu gọi mọi người cùng đứng dậy đấu tranh lại Cộng sản Việt Nam mà đã rước giặc tàu vào và phá hoại đất nước mình. Sau nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm, ông Trần Long, trưởng ban tổ chức, tuyên bố lý do tổ chức đêm thắp nến. Hôm nay cũng là đêm thắp nến lần thứ 42 mà đồng hương của chúng ta gặp nhau hàng tuần tại nơi này, đã được 42 tuần kể từ ngày có cái thảm họa cá chết ở Formosa bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái. Cộng sản Việt Nam đã đánh đập những người dân của giáo xứ Sông Ngọc trên đường đi đến Hà Tĩnh để khiếu kiện công ty Formosa đã xả chất thải hủy hoại môi trường, làm chết đi cái ngư trường sinh sống của hàng triệu người dân miền Trung của chúng ta. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay có rất nhiều quý đồng hương, rất nhiều hội đoàn cùng đến đây để thắp lên một ngọn nến tưởng nhớ đến đồng bào nỗi đau khổ của đồng bào của mình và cầu nguyện cho đồng hương, đồng bào cũng như đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành chào đón tất cả quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta chào đón lẫn nhau. Xin cảm ơn. Trong cái buổi thắp nến ngày hôm nay, chúng tôi kính mời anh Nguyễn Đình Lê và chị Tiên Bùi điều khiển tổng quát chương trình giùm chúng tôi. Chúng tôi kính mời hai em Jack và em Trần Quang điều khiển chương trình nhạc đấu tranh. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nhà máy thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 đã lén xả chất độc ra biển, khiến hàng triệu cá bị chết dọc theo bờ biển 4 tỉnh miền Trung. Quý vị đang xem luồng xả thải đen ngòm từ ống xả thải khổng lồ dưới biển của nhà máy Formosa. Nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra mức phạt và đã nhận tiền Formosa bồi thường thiệt hại cho ngư dân và phục hồi môi trường biển là 500 triệu đô la. Tuy nhiên, các ngư dân nhận tiền thiệt hại không thỏa đáng, thậm chí có nơi không nhận được một đồng nào, đồng thời môi trường biển cũng chẳng được cải thiện. Chính vì thế, đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở khắp nơi trong nước lên án nhà cầm quyền Hà Nội đã bao che cho Formosa với mức bồi thường không tương xứng và bỏ mặc đời sống ngư dân đang khốn khổ vì môi trường biển ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt, phải nói đến cuộc biểu tình vào ngày 7 tháng 8 năm 2016, một ngày vì môi trường, theo lời kêu gọi của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, 10.000 giáo dân giáo phận Vinh xuống đường vì môi trường. Tiếp đó,
Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2016, dưới sự dẫn đầu của Linh Mục Đặng Hữu Nam với hàng ngàn giáo dân các giáo xứ giáo phận Vinh đồng loạt xuống đường trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động với khiên chắn, gậy gộc, dàn quân để bảo vệ công ty Formosa. Cách đây 4 ngày, lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 14 tháng 2 năm 2017, một cuộc biểu tình được dẫn đầu bởi Linh Mục Nguyễn Đình Thục với hơn 1.000 giáo dân sông Ngọc đã quyết định đi bộ vượt 175 cây số đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn khởi kiện Formosa vì nhà cầm quyền gây áp lực khiến các chủ xe phải hủy hợp đồng chở giáo dân đến đó. Đồng thời, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho lực lượng công an, an ninh, cảnh sát cơ động cản trở trên lộ trình bộ hành của đoàn người khiếu kiện, cũng như cho mật vụ tra trộn vào đoàn biểu tình, ném đá vào công an và đã dùng cớ này thẳng tay đàn áp đẫm máu và bắt đi nhiều người giáo dân. Đá ngồi chùa không đừng chơi, ngồi chùa cứ ngồi đây còn không được hành động. Cầm kính to lên, cầm kính to lên. Đây, chúng ta về đây hết. Tất cả đàn em chúng ta đi về đây hết. Đá ngồi chùa thì chúng ta ngồi xuống. Ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống, tất cả mọi người chúng ta ngồi xuống. Ngồi im. Các video clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng công an đông đảo đã sử dụng đến lựu đạn cay để trấn áp đoàn người biểu tình. Máu đã đổ và nhiều người bị bắt. Cuộc tuần hành khiếu kiện Formosa đã ngưng lại vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 theo chỉ thị của bề trên giáo phận Vinh, yêu cầu giáo dân đi về và vị linh mục quản sứ cùng một số đại diện đi nộp đơn tại Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh mà thôi. Mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Đình Thục góp tiếng nói trong đêm thắp nến hiệp thông hướng về giáo xứ Sông Ngọc với đông đảo đồng bào Bắc Cali trước tòa thị chính San Jose vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2017. Thưa cha có thể cho biết tình hình hiện bây giờ ra sao không ạ? Dạ, thì sau khi vụ đàn áp đó thì chúng con cảm thấy là rất khó để có thể là tiến hành được, và bề trên cũng nhận thấy như thế thì bề trên đã tạm thời dừng lại và chúng con ra về. Thì ngày hôm qua con có công chuyện đang đi vào trong Bà Rịa Vũng Tàu, thì con đi vào đây và thấy là có cả hàng loạt an ninh họ cứ đi theo con từng bước. Như buổi sáng hôm nay con đi ra thăm một cái nghĩa trang thì thấy có là 4 an ninh đang theo sát con từng bước, và lúc này con có cho hình ảnh chúng con chụp được lên trên cái Facebook cá nhân của con. Và ở nhà thì các nạn nhân đó thì bây giờ vẫn đang còn một vài người đang ở trong bệnh viện. Dạ, còn một số khác thì mặc dù rất là đau nhưng mà lúc ở trong bệnh viện thì họ cho về, họ bảo là không có vấn đề thì họ cho về. Thì nhà con đang theo dõi để xem thử nếu như thật sự là đang nguy hiểm thì nhà con sẽ tìm một cái bệnh viện nào đó mà
có thể là nhà con một cách kín đáo để nhà con đưa họ đến để họ kiểm tra lại. Một số ba con bị đánh đập thì bây giờ họ về và họ đang dưỡng thương ở nhà. Còn số ba con của Song Ngọc cũng như là của các giáo sư khác mà hôm trước đi trong đoàn đó thì bây giờ họ đã về và mọi chuyện ở nhà thì đã ổn định. Dạ. Dạ xin cảm ơn cha. Dạ thưa quý đồng hương, chúng ta tôi hồi có hiệu xin quý đồng hương nghe theo. Thưa quý vị, chúng ta xin hoan hô tinh thần linh mục Nguyễn Đình Thu. Hoan hô tinh thần đấu tranh của cha Nguyễn Đình Thu. Hoan hô bà con giáo xứ Sông Ngọc. Hoan hô bà con giáo xứ Sông Ngọc. Và xin cảm ơn. Hiệp thông của bà con San Jose. Và xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin Chúa ghi nhận và trả công chúc lành cho tất cả quý vị. Và xin quý vị tiếp tục yêu thương chúng con, giúp đỡ chúng con bằng cách này cách khác, bằng việc hiệp thông cầu nguyện, rồi bằng những việc làm truyền thông, bằng sự thể hiện cái sự hiệp thông đó qua những hành động chẳng hạn như là ngày hôm nay. Nếu quý vị nào có thể được thì xin quý vị có thể giúp đỡ chúng con bằng con đường ngoại giao, bằng việc là vận động những người đang đấu tranh cho công lý hoặc là những vị lãnh đạo ở bên Hoa Kỳ. Thị trưởng thành phố Milpitas, ông Rick Trần phát biểu. Ngày nay tới đây mỗi người để cho nói chuyện, mình create awareness cho human rights, human equality và social justice. Thì ngày nay Rich đứng đây, Rich muốn cộng đồng Việt Nam ở thành phố này, tiểu bang Cali biết là ngày nay Rich là stand with freedom. Come on. Thank you, Rich. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nghị viên Nguyễn Tâm của thành phố San Jose. Và thưa nghị viên, ông đã từng xem qua những video clip ở trên mạng toàn cầu về cái ngày mà người dân tại Nghệ An xuống đường, thì ông có những cảm xúc gì không ạ? Thưa quý vị, tôi thấy người dân xứ Sông Ngọc và cái nỗ lực của Linh Mục Nguyễn Đình Thục cùng với hàng ngàn giáo dân Sông Ngọc. Và khi thấy hình ảnh mà những vết thương, những vết chém trên mặt, trên lưng, trên da, trên tay, trên cả cơ thể của những người dân trẻ vô tội, tôi không thể nào mà cầm lòng được. Và cái việc đó đã xảy ra ngay gần ngày Valentine. Vì vậy trong lời kêu gọi tôi gửi ra, tôi gọi đó là ngày Valentine Massacre. Và tôi đã lập tức chuyển đi tất cả các nơi. Hôm nay rất là hân hạnh được sự tham dự của ông dân biểu Ascanra, đặc biệt sự giám trẻ của sự tham dự của thị trưởng trẻ Milpitas Richard Trần. Để nói lên điều gì là không những người trẻ, người lớn mà tất cả đồng bào hải ngoại luôn luôn sát cánh với đồng bào Sông Ngọc ở trong nước để nói lên, để nhắc nhở là đồng bào trong nước không có cô đơn và ngày nào còn sự đàn áp, ngày nào người dân hải ngoại và sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đứng lên để yểm trợ cho sự đấu tranh của người dân. Và không ngừng ở đó, chúng tôi đã vận động hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ là Joe Brin và ông Rokana để trong họ sẽ đặt vấn đề về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ và áp lực trên tân đại sứ mới để sắp sửa thay thế cho Việt Nam, để áp lực để bắt buộc Việt Nam nếu muốn có một cái hình ảnh với thế giới thì phải từ bỏ những thái độ tàn ác, độc ác và đàn áp người dân đến như thế. Để đó là một lời chia sẻ. Và hôm nay tôi rất mừng có nhiều bạn trẻ tới tham gia với chúng ta ngày hôm nay, có ý tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam sống được thoát cảnh cái tàn độc của cộng sản Việt Nam. Người Mỹ có một câu cái chữ là chữ Valentine Massacre, và nói cho mình rất là dễ hiểu. Cái ngày đó cộng sản Việt Nam đã đàn áp người dân và chúng ta dùng chữ Valentine Massacre để nhớ cái sự tàn bạo đó, để chúng ta nhắc và stand up for human rights, stand up for environment, for freedom and democracy. Cảm ơn cháu em Richard, cảm ơn các bạn trẻ và cảm ơn tất cả mọi người. Và San Jose chúng ta cùng nhau, chúng ta hô một số khẩu hiệu để hiệp thông với Việt Nam nha. Communist down, down, down. China out, 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 out. Lưỡi bò cắt, cắt,
Cảm ơn quý vị. Và trước khi nhường máy, chúng tôi nhận thấy có sự xuất hiện của ông đại biểu Ashkara. Well, it's great to be with all of you that have been coming here every single week, because being with you makes me feel so proud of my community. Park cũng rất là phong hạnh được đến đây với lại chúng ta đã ở đây bao nhiêu tuần lễ rồi, và Park rất là hạnh diện về chúng ta trong cái cộng đồng thương gia này. But the reason we have to be here makes me feel ashamed for what the Vietnamese government is doing to its own people. Là lý do chúng ta ở đây là một cái điều rất là hổ thẹn cho chính phủ cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. And with the latest brutality, that they're showing against those that are standing up, it is one more example of how the government in Vietnam, with the Chinese government supporting them, refuse to allow people to speak their mind and stand up for themselves. Và một sự việc đánh đập tàn nhẫn vừa xảy ra để chứng minh rằng cái tập đoàn cộng sản này đã bảo vệ, đã hỗ trợ cho một cái chính quyền Trung Cộng để mà đàn áp những người đứng lên nói về những điều sự thật ở Việt Nam. As long as we have the freedom to speak up, as long as we are here in America, we must stand up and speak up for those that are putting their lives on the line for their fellow Vietnamese brothers and sisters. Chừng nào mà chúng ta ở đây hưởng thụ được cái nền tự do dân chủ này, thì chúng ta phải đứng lên để nói cho mọi những người không được nói về những cái điều mà chúng ta được quyền hưởng thụ là tự do và dân chủ. Yeah, we will. I'm here with my father, Satya Kalra. Hey, welcome, Father. And Mrs. Akara. And when he was a little boy, his family had to flee, and they lost everything. They lost everything, and they understand what he understands, what it's like to have to leave your home and leave everything behind. And millions of people had to move, and millions died during that process. And he is the role model and example for me, so that I know that I've been given something special to grow up in freedom. Khi ba tôi còn nhỏ, ba tôi là một trong những hàng triệu nạn nhân ở Ấn Độ đã phải chịu ảnh hưởng của tệ hại của xứ Ấn Độ, và ba tôi đã rời khỏi xứ Ấn Độ, và ông là một cái người mẫu mực, gương mẫu cho tôi để tôi học hỏi được những cái điều mà tôi phải đứng lên ngày hôm nay. And many of you also sacrificed so much to be able to come here for your family. Và cũng như chúng ta đã hy sinh rất nhiều để đứng đây cho gia đình của chúng ta. And even though some of us who didn't personally experience, even though some of us might be younger, we are grateful. We are so grateful that you have allowed us to live a life of freedom, and we'll never forget it, and that's why we will always speak up until the people of Vietnam are free once again. Too long. Okay, cũng như những người trẻ ở đây cùng đứng đối với chúng ta để nói lên cái tiếng nói tự do, dân chủ, nhân quyền cho những người ở Việt Nam không được nói. And as long as the Vietnamese government is going to continue to beat and punish and kill and torture and imprison those that are standing up, we must stand up here and let them know that they are being heard. They are not alone. Ngày nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đánh đập người dân đứng lên vì môi trường, vì những cái điều lợi ích cho người dân, thì ngày đó chúng ta vẫn còn đứng đây để cho mọi người biết rằng họ ở Việt Nam không phải đứng, không cô đơn, không cô độc khi mà người ta đứng lên kêu gọi những cái điều tốt cho cuộc sống. We know those the courageous people in Vietnam that are standing up continue to stand up, and as long as they continue to fight, we will fight with them as our brothers and sisters. Một điều rất đáng ca ngợi rằng những người đứng lên kêu gọi ở Việt Nam bị đánh đập, và ngày nào họ còn đứng lên thì ngày đó chúng ta vẫn đứng lên ở đây để đồng hành cùng họ. And so I just want to thank all of you, because you inspire me to always fight every single day for you in Sacramento. Tôi xin cảm ơn quý đồng bào ở đây, và càng mỗi ngày tôi ở Sacramento thì tôi sẽ đứng lên để lên tiếng nói của người dân ở đây. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, and let's keep fighting. Thank you so much. Chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu, chiến đấu. Những ngày qua là những ngày đau buồn cho dân tộc Việt Nam, là có một cái chế độ mang rợ đã đánh đập người dân mình để bảo vệ một cái thế lực bên ngoài, không phải là thế lực của, không phải là một cái quyền lợi của người dân. Xin chị có thể giới thiệu chị tên gì và chị đến đây để nói lên điều gì không ạ? Tôi là tên là Thúy Nga. Tôi đến từ Michigan vì câu tại vì tôi đã sống ở đó cũng được hơn một năm đó. Trước kia là tôi là người San Jose. Nhưng mà tôi đến đây là tại vì tôi muốn nói lên cái điều là dân của mình quá khổ. Và cái chế độ cộng sản nó đã đàn áp mình, và bao nhiêu dân chài lưới đi ra biển đều bị chết và đã không được bên đỡ bởi chính phủ Việt Nam, chính phủ cộng sản. Cho nên chúng tôi đến đây để muốn nói lên những cái lời nói mà người dân trong nước không thể nói được. Và chúng tôi chỉ có muốn rằng là tất cả những người Việt Nam ở trên tất cả trên thế giới nên đồng lòng để ủng hộ và gọi là để mà giúp sức lại cho người dân trong nước, tại vì họ không được quyền nói, và chúng ta ngoài đây chúng ta có quyền nói, và chúng ta nên đứng lên và để nói dùng cho những người dân ở trong nước. Em có thể giới thiệu tên em và em là cư dân ở đâu? Dạ, con tên là Nguyễn Hưng Thịnh và đến từ Sacramento. Dạ, thì hôm nay con tham gia cuộc biểu tình hôm nay để góp chút tiếng nói của mình về quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam. Thì con cảm thấy rằng á, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định rằng người dân có quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, nhưng hành động của họ vào hôm ngày 14 tháng 2 đã đi trái lại với lại điều luật đó. Thì con yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giới chức trách là hãy thả tự do cho những người mà họ đang bắt giữ, những người tù lương tâm và những blogger, những người mà dám đứng lên tiếng nói về tiếng nói dân chủ, tiếng nói ngôn luận và tự do báo chí ạ. À, con có thể giới thiệu tên và cho biết con là cư dân ở đâu đến đây ạ? Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Như Tâm, con đến từ San Jose. Con đến đây để con muốn tham gia cuộc biểu tình này, con muốn nói lên điều gì? Dạ, con đến đây là để cùng mọi người hướng về những đồng bào Việt Nam và lên án mạnh mẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tay sai cho bọn Trung Cộng. Chúng thẳng tay bác bỏ hàng ngàn đơn kiện của những người dân Việt Nam đang đứng lên đấu tranh vì sự sống của họ, lại đi bảo vệ công ty Formosa của bọn Tàu Cộng. Chúng thẳng tay dùng vũ khí đàn áp người dân đang đấu tranh, đặc biệt là cha Nguyễn Đình Thục. Bọn chúng là đã rộ bỏ bộ mặt quỷ đội lốt người. Chúng không từ thủ đoạn nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của chúng. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Tâm, em xin kêu gọi tất cả đồng bào hãy đứng lên đấu tranh để có được tự do tôn giáo, tự do nhân quyền thực sự, điều mà nhân dân ta chưa bao giờ có được dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy ngoài ông dân biểu, tân dân biểu Ascara, nghị viên Nguyễn Tâm, chúng tôi còn nhận thấy có nghị viên Anthony Phan, cũng như là thị trưởng thành phố Libertad Richardson. Và đặc biệt ngày hôm nay, thân phụ của Richard Trần cũng đã đến để cùng với anh em chúng ta biểu dương và hành thông tấm lòng đấu tranh của những người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại hướng về quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng trao lời phần nghi lễ thắp nến và cầu nguyện cho chị Cao Thị Tình, đại diện cho lương tâm công giáo. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những gì cần nói thì đã được nói hết rồi. Tuy nhiên chúng tôi xin được ngỏ lời cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, chẳng hạn như thị trưởng Mr. Peter Richardson với lại nghị viên Anthony Phan cũng như nghị viên Nguyễn Tâm và tất cả những đồng hương ở đây đã đáp ứng lời mời gọi của chúng tôi. Thì thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức thắp nến, vì trong quá khứ đã có những cái cuộc đánh đập đổ máu giáo dân, và chúng tôi đã tổ chức những cuộc thắp nến, chẳng hạn hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Cồn Dầu và Mỹ Yên, và đây là lần thứ năm. Thì thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh hôm nay chúng ta rất là lạnh lẽo và ướt át, tuy nhiên quý vị đã đáp ứng lời mời của chúng tôi, như vậy chứng tỏ là cái lòng của quý vị đã, mặc dù chúng ta sống xa quê hương cách đây nửa vòng trái đất, nhưng lòng chúng ta luôn luôn hướng về quê nhà, và chúng ta đau cùng với cái đau, chúng ta buồn cùng với cái buồn của đồng bào của chúng ta, của giáo dân, của những người dân oan, những người bị mất đất, mất nhà, và đặc biệt là
những nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa là những người mà hiện nay bị tuyệt đường sinh sống. Họ lâm vào đói nghèo, con cái thất học, nợ nần và một cái tương lai mịt mù. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn các hội đoàn, đặc biệt cũng xin cảm ơn nhóm các anh chị em thiện chí ở San Jose đã hợp tác cùng chúng tôi để mà tổ chức cái buổi hôm nay. Thì thay vì có những lời phát biểu thì có lẽ có một người chưa phát biểu, chúng tôi xin được mời lên, đó là nghị viên Anthony Phan. Yeah, hoan hô Anthony. Cảm ơn cô Tình. Phan Ngọc Chỉ, Anthony xin kính chào quý đồng hương. Trước hết, Anthony muốn cảm ơn quý đồng hương, quý ông, quý bà, quý cô, chú, anh chị em đã bỏ ra thời gian quý báu. Ngày hôm nay rất là lạnh mà chúng ta có mặt ngày hôm nay để đấu tranh cho quyền lợi con người. Anthony và thị trưởng Richard Trần sẽ đưa ra nghị quyết về cấm cờ máu tại thành phố Milpitas. Cảm ơn quý đồng hương. Thực sự Anthony và Richard và chúng con có mặt ngày hôm nay và thành công là nhờ sự hy sinh của quý ông quý bà, sự hy sinh của ba mẹ và thế hệ trước đây bỏ ra tất cả để cho chúng con có một cơ hội để thành công trong tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là ông Đỗ Thành Công. Xin ông có nhận định gì khi ông xem những video clip trên mạng xã hội về cái cuộc biểu tình của người dân Nghệ An xuống đường khởi kiện Formosa vừa qua bị công an Cộng sản Việt Nam đàn áp giả mạng? Dạ vâng, thì nhân cái dịp mà ngày hôm nay có mặt trong cái cuộc biểu tình lần thứ 42 của cộng đồng người Việt ở San Jose, thì tôi có mặt ngày hôm nay và dĩ nhiên cùng với mọi người đã biểu tỏ cái lòng hiệp thông đối với cái đồng bào của chúng ta hiện nay đang bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, và nhất là cái sự kiện Formosa. Trả lời cái câu hỏi của anh Việt Vùng Vịnh Mỹ Lợi, điều cái sự mà nhà cầm quyền Hà Nội họ đàn áp vừa rồi, cho công an đánh đập cha, đánh đập dân và cả ngàn người đi biểu tình, thật ra là chỉ đi đến tìm mọi cách để đến gặp Formosa để mà đưa đơn khiếu kiện thôi. Đó là một cuộc tuần hành rất là ôn hòa. Tuy nhiên, như chúng ta thấy là cho dù bất cứ một cái hành động nào mà biểu tỏ một cái sự phản kháng, phản đối lại nhà cầm quyền Hà Nội thì sẽ bị đàn áp. Và cái cuộc đàn áp vừa rồi của nhà cầm quyền Hà Nội đối với những giáo dân, những người Tây không, những người đi biểu tình rất là thầm lặng, ôn hòa. Nó cho thấy một điều là nhà cầm quyền Hà Nội họ sẵn sàng dùng tất cả mọi thủ đoạn để đàn áp, để đánh đập, để bắt bớ, để giữ cái quyền lực của họ. Và do đó, trong cái bối cảnh đấu tranh sắp đến, chúng ta phải nhận thức ra một điều rằng cho dù chúng ta đối đầu với cả một cái hệ thống nhà cầm quyền Hà Nội, chúng ta phải khôn khéo, chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta phải hết sức là bình tĩnh, là bởi vì chúng ta phải hiểu rằng nhà cầm quyền Hà Nội hay là Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ sẵn sàng dùng tất cả mọi thủ đoạn để đàn áp, để đánh đập, để bảo vệ cái chế độ độc tài đảng trị của họ. Ban tổ chức đêm thắp nến hiệp thông hướng về giáo xứ Sông Ngọc, Nghệ An được tổ chức bởi nhóm anh em thiện chí ông Trần Long, tổ chức lương tâm công giáo bà Cao Thị Tình, các đoàn thể hỗ trợ gồm có Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, Hội Địa phương Quân và Nghĩa quân Bắc California, Hội Thủy quân Lục chiến Bắc California, Hội Võ bị Đà Lạt Bắc California, Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt, Liên đoàn Cử tri, Hội Phụ nữ Việt Nam Hải ngoại Bắc California, UVAN, Văn phòng Nghị viên Nguyễn Tâm, Hội Thanh niên Dân chủ Việt Nam, Hội Phụ nữ vì Nhân quyền, Hội Phụ nữ Âu Cơ, Hội Phụ nữ Việt Mỹ Thiện nguyện, Nhóm Việt List, Hội Biệt động quân Bắc California, Hội Quân cảnh Bắc California, Khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California. Đêm thắp nến ngoài trời tuy thời tiết giá lạnh nhưng đầy ấm áp tình người, gửi ngọn lửa đến những người yêu nước đã can đảm xuống đường tranh đấu cho quyền con người tại Việt Nam. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.